nghĩa tình miệt thứ, hợp sức vì cộng đồng. Những hình ảnh mọi người đang xem là cận cảnh hơn 700 kg xả đã được làm sạch của bà con xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã đóng góp gửi tặng đến bà con tâm dịch tại thành phố Thủ Đức. Và 100% lượng xả làm sạch này đã được miệt thứ vận chuyển đến điểm tiếp nhận hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thuộc quản lý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức vào 22 giờ ngày 14 tháng 9. Tính đến hiện tại, lượng xả này của bà con đã được phân chia và gửi tặng tận tay bà con thành phố Thủ Đức. Miệt thứ xin cảm ơn đến tất cả bà con đã mở rộng vòng tay chung sức vì cộng đồng. Xin trân trọng. Rồi, xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Trung và bác Huế, là trong team là mình đi vận động bà con cho xã. Đây là xã mình đã làm rồi phải không bà? Rồi, con hỏi bà tí xíu. Rồi, bà cho con hỏi là để có được một cái phần xã như thế này á, thì mình trồng trong bao lâu? Cũng đâu cũng 4-5 tháng vậy đó cháu ơi. Dạ. Rồi, khi mà nhận được tin vận động để cho bà con trong tâm dịch thành phố Thủ Đức á, thì bác có suy nghĩ gì không? Bác mấy bữa gài hôm đó tới nay bác quá không có gì nhiều, cũng có xả đó mà bác muốn nghe nói chênh chảnh khổ sở gì không biết, không có cái gì cho thôi. Bác nói phải có ai đi lại đi xin rồi đặng bác cho bác gửi đi chợ ủng hộ cho dân thành phố, chảnh chút đỉnh gì đó, không có gì nhiều. Dạ. Rồi sao mà nghe cháu này nó lại nó hỏi rồi bác mừng quá rồi bác cho luôn. Dạ. Mình đã chặt bao nhiêu bụi rồi bác? Bác có tính được mình cho bao nhiêu kg không? Một chục bụi là mình thu hoạch, mình làm sạch như vậy là được khoảng được bao nhiêu kg xả? Tới 50 kg. Khoảng 50 kg. Dạ. Nó chở tới 2 xe lần đó, bây giờ bác cũng còn nhiều kìa, bác tính cho nữa đó. Dạ, còn thông báo với bác luôn là tụi con sẽ tiếp tục vận động bà con để hỗ trợ cho thành phố Thủ Đức. Mình sẽ hỗ trợ cho quận 9 nữa và rất nhiều những cái nơi mà cấp phường đang khó khăn thành phố Thủ Đức nữa. Mình sẽ làm thêm một đợt nữa là vận động bà con cho 5 tấn nông sản ở quê mình đó, và sẽ có những cái mạnh thường quân họ sẽ hỗ trợ với mình và họ sẽ mua một số nông sản với cái giá giải cứu để tặng lại cho bà con Thủ Đức. Dạ. Thì phần xả là riêng phần xả là mình cho thẳng luôn phải không ạ? Chứ cho thẳng luôn, không bán buôn gì trên, cho thẳng ở trên chợ đó. Thường một ký xả như này mình bán ở chợ mình thì được bao nhiêu tiền? Bà đem đi ra ngoài biển bà bán được 25.000 ký. Dạ. Đó chị đó. Với cái xả này mình đã thu hoạch dường như là 5 ngày phải không anh Trung? 5 ngày. Thì trong 5 ngày đó mình đã làm những công việc như thế nào và xả này mình đã thu gom ở các ấp nào trong xã Văn Khánh của mình? Anh chia sẻ thêm. Xả này thì ở bà con vòng vòng như ấp Tàu C, rồi vòng hết khu vực dân Khánh của mình đó. Dạ. Gom lại một chỗ là mình làm được bó xả gì. Dạ. Khoảng 5 ngày nữa. Bị em cầm cái bó xả lên em giải thích cho mọi người để mọi người biết á. Tại vì ngày mai tức là ngày 13 là mình sẽ vận chuyển đi hàng đi thành phố Hồ Chí Minh, và cái xả này mình đã chuẩn bị trong 5 ngày liên tục. Trong ngày liên tục thì em có thể anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được rằng là những cái công đoạn để mình xử lý cái xả để đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất cho bà con sử dụng không? Thì mình gom về bà con dòng xóm đó. Dạ. Mới chặt ra. Ra từ tép bó này được một bó gì vậy? Dạ. Thì nó đã nằm 5 ngày ở đó thì nó hơi vàng quá rồi. Dạ. Thì giờ lên cảnh nếu mà có ngon thì bà con cái dùng ăn hay là uống gì cũng được, mà mình cứ sơ chế lại. Mình sơ chế như thế nào để cho nó hợp lý? Mặc dù mình lột cái vỏ quá này ra. Lột cái tim vỏ này nữa nè con. Lột cái vỏ quá thì thả mình trong đây nó tươi lên. Nè. Đó. Mình lột cái vỏ ngoài này ra thì trong thì nó tươi
hơi tốt hơn thôi, tại vì mình để nó hầm á, dạ, cho nên nó bị úa một chút. Và hết này theo kinh nghiệm của con á, là cái vỏ úa bên ngoài là mình có thể nấu mình xong được. Dạ được. Rồi. Dạ. Như vậy là không có bỏ cái gì hết. Không bỏ gì hết, cũng như mình ăn thì mình chê già vậy thôi, còn nếu mình nấu mình xong á. Dạ. Thì vẫn làm được hết trơn. Xài được. À, vẫn xài được luôn. Bởi vì nó hơi úa vàng vậy thôi chứ nó còn tươi. Còn dạ. Tươi rồi rất tốt. Dạ. Tại vì hiện tại bây giờ cái con đường vận chuyển mình từ thứ 11 mình mà lên thành phố Thủ Đức á thì nó cũng thật sự là rất là khó khăn và vất vả. Cho nên nó là cái chuyến hàng mình đi nhiều khi là mình bị chậm trễ. Thì một số nơi mà khi mà mình tiếp tế nông sản về thành phố Thủ Đức á thì nó bị hư và không ăn được. Cho nên nó là lần này Miệt Thứ quyết định là mình không có chọn rau mà mình chọn củ quả và những cái nông sản mà để lâu được cho bà con có thời gian họ có sử dụng và mình tránh hư hại nhiều nhất. Đó. Thì như vậy thì bà con sẽ vui hơn khi nhận cái nông sản của mình. Chứ bây giờ mình trồng phức tạp, mình trồng rất là khổ sở mà mình tặng cho bà con mà nó hư thì mình cũng buồn phải không bà? Dạ, dạ. Rồi vậy cho hỏi câu cuối cùng là anh Trung với bác là có cái chia sẻ gì với bà con Thủ Đức không? Bây giờ tôi cũng mà nói thiệt gì, tôi thấy ở trên chợ nó thì vất vả, rồi bệnh hoạn là tôi cũng đau khổ lắm, mà bây giờ tôi già không biết cái gì tôi cho nha. Bây giờ đi lại đây là ủng hộ được ba cái xã này tôi cũng rất là mừng rồi, chứ giờ già không có bận gì được có tiền hết. Dạ. Cho bà con cô bác ở chợ, con cháu ở chợ cho nó mau hết bệnh sao mà nó hồi phục lại được bình thường vậy thôi. Dạ. Rồi cảm ơn bà rất là nhiều. À. Anh Trung có thể chia sẻ với mọi người biết là tình hình chống dịch. Dạ con ơi, nhớ đeo khẩu trang vô nha, nhớ nha. Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được là tình hình chống dịch chống dịch và tình hình tuân thủ các biện pháp 5K rồi các chỉ thị 15, 16 ở địa bàn ở đây mình là ấp Mương Đào C, xã Văn Khánh, thì bà con chấp hành nghiêm không anh? Rất là nghiêm. Dạ, thì đi đứng dạ. Dạ. À, đời sống của bà con mình ở đây thì như thế nào, anh chia sẻ thêm được không? Rồi như vậy là nghe là yên tâm rồi, tại vì bà con Thủ Đức cũng bà con khắp nơi cũng rất là muốn có những cái thông tin cụ thể về tình hình của bà con đồng hương của mình. Nhiều khi bà con ở mọi nơi lại có con cháu đang sống và làm việc ở thứ 11 mình nữa. Đó, và ngay cả bản thân của chúng ta thì cũng có những người bà con dòng họ đang ở trong tâm dịch. Thì đây là một cái thông tin để chia sẻ cho mọi người yên tâm. Đây là chúng ta cố gắng nha. Cố gắng chúng ta chiến thắng. Gắng chiến thắng thì chở chiến thắng nha. Dạ, cảm ơn bà rất là nhiều. Đặng mau cho mau mà hậu phục, chở cho dân chúng được mạnh giỏi thì con ơi, chắc biết làm sao giờ. Ở đây mình cũng góp sức mình cho đồng bào chẳng hết bệnh mình cũng vui mừng. Dạ. Đi đứng thoải mái một chút. Dạ. Rồi, cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Hôm đó nay tôi cũng cho ăn dâu tôi đây, nó cũng mua nếp, mua đồ, cái nó nấu xôi đồ, cho mấy người ở dưới chốt, dưới ăn. Dạ. Tặng cho anh ta cũng là giữ cái ấp cái xã của mình. Dạ. Tội nghiệp thức đêm thức hôm thấy thì đau lòng quá trời, rồi giờ đâu già đâu biết mạnh ra, thôi đi mua nếp đi con, về mình nấu sâu nhiều nhiều đem dưới cho anh em ở dưới. Dạ. Cho hai ba chốt vậy đó, phần đâu một chỗ đâu là 5-6 người, 6-7 người vậy đó, cho hết luôn. Dạ. Rất là cảm kích luôn với tấm lòng của bà dành cho tất cả mọi người. Chúc cho bà con Miệt Thứ mình có nhiều sức khỏe và vững tin chiến thắng đại dịch Covid-19. Dạ. Đang chồng dễ lắm con nhé. Đó là mình bà là mình ở đây, bà mọi người gọi bà là bác Ba. Dạ bác Ba, bây giờ là chúng ta sẽ theo chân bác Ba để chúng ta sẽ xem qua những phần xã còn lại mà chúng ta bác Ba sẽ gửi tặng cho bà con. Cái này là mình chặt hết rồi phải không bác Ba? Cái này chặt rồi nè con. Dạ. Nãy bữa đó bác Ba cho chặt rồi nè, còn từ đây dài đi lại tới đó bác Ba cho nữa đó mà chưa chặt nè. Dạ, cái này là mình trồng bao nhiêu lâu rồi bác Ba ha? 4-5 tháng rồi đó con. 4-5 tháng hả? Dạ. Dạ. Cái này 5-6 ngày nữa mình xử lý là được phải không bác Ba? Được. 5-10 bữa đó không sao chứ. Dạ. À. Cái này là do cỏ nó mọc nó che bớt phải không? Dạ dạ dạ. Đó đó, đó chặt à. À như thế này là mình có thể chặt bán được rồi phải không? Dạ dạ. Bác Ba chặt bán không đó. Dạ, chặt bán không các bạn? Ừ. Dạ. Chặt đem đi ra ngoài giảm quy bán. Dạ. Tôi nói
sao đợt này không có để cho tôi đi bán đâu, tao cho từ thiện hết trơn rồi. Dạ dạ dạ. Còn nhiều á. Nhiều lắm. Mấy bữa này lớn này thì do cỏ nó phát triển quá nó che bớt nè. Dạ. Đẹp quá. Đẹp lắm rồi. Mà hình như là ở đây là ở xã Văn Khánh là chỉ có khu vực ấp Mương Đào C là có xã đó phải không? Dạ. Không anh, còn giờ ở Lên Khánh luôn. Mình xin gồm trong tất cả. À, tức là ngoài ba. Chỗ nào cũng có chạm mà điều ta hết cho ba chạm hết thân của ba. Dạ. Mình có chạm hết tuổi để xin mà có ba chạm nhiều. Dạ dạ.